Rama Hiền Hồ phản cảm nhiều người thi nhau xin link clip 10 phút 33 giây. Từ đêm 19 tháng 3 cho tới sáng ngày 20 tháng 3, công chúng vẫn chưa hết bàn tán xung quanh drama liên quan đến nữ ca sĩ Hiền Hồ. Trong khi cư dân mạng vẫn đang xôn xao trước lùm xùm liên quan đến nữ ca sĩ này, thì mới đây netizen lại tiếp tục bùng nổ những khoảnh khắc được cho là của nữ ca sĩ cùng với bạn trai. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, nhiều tài khoản mạng xã hội cũng như các fanpage, group lớn bất ngờ tung thêm những tình tiết được cho là liên quan đến nữ ca sĩ này, khiến netizen không khỏi tò mò. Dòng trạng thái này lập tức đánh vào sự tò mò, hóng chuyện của nhiều thành viên mạng và cũng lập tức xuất hiện hàng trăm hàng ngàn bình luận để lại bên dưới với nội dung xin link, xin clip. Ở phần bình luận của các bài post liên quan, không ít người vào chấm hóng, đặt gạch để xin link. Mặc dù chưa rõ thật hư thông tin trên ra sao, nhưng từ khóa liên quan đến nữ ca sĩ này đang chiếm sóng khắp cõi mạng. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng hành động xin link trong khi sự việc chưa được kiểm chứng sẽ gây nên nhiều hệ lụy xấu. Chưa kể, mới đây nhất, ông Hồ Nhân, tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen, người xuất hiện trong những bức ảnh thân thiết với ca sĩ Hiền Hồ, đã lên tiếng về mối quan hệ của cả hai. Trước việc nhiều người xem bức ảnh ông và Hiền Hồ ôm nhau thắm thiết và cho rằng họ có quan hệ tình cảm, tổng giám đốc Nanogen khẳng định hai người chỉ là anh em họ của nhau. Tổng giám đốc Nanogen còn khẳng định ông và Hiền Hồ coi nhau như anh em ruột trong nhà, anh em nương tựa nhau, giúp đỡ nhau thôi, có gì đâu. Thời gian qua, liên tiếp nhiều vụ việc nhạy cảm được chia sẻ lên mạng xã hội và một bộ phận cư dân mạng cũng đã có những hành động chưa phù hợp khi liên tục liếc những hình ảnh liên quan đến vụ việc ra bên ngoài. Theo quy định, người phát tán chia sẻ clip nhạy cảm của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 326 Bộ luật hình sự. Cụ thể, người làm ra, sao chép, lưu hành, tàn trữ nhằm phổ biến sách báo, tranh ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Hiền Hồ chính phố tình ái với anh em nương tựa, ba mỹ nhân Việt lao đao. Khi tin đồn nữ ca sĩ tên HH giật chồng đàn chị phủ sóng showbiz, ba mỹ nhân Việt bất ngờ bị cuốn vào thị phi. Tối 19 tháng 3, làng giải trí Việt được fan náo động khi mạng xã hội lan truyền bài viết về một vụ giật chồng. Theo mô tả, Tiểu Tam là một nữ ca sĩ Gen Z, sinh năm 1997, từng tham gia một cuộc thi hát và đạt thứ hạng khá cao. Cô có khá nhiều hit, nhưng đi diễn không nhiều, mới mua xe hàng chục tỷ. Thời gian gần đây check-in sân gôn nhiều hơn cả sân khấu. Qua những gợi ý này, Hiền Hồ là nhân vật được gọi tên vì có quá nhiều điểm trùng khớp. Tuy nhiên, dân tình vẫn chưa được nghe lời chia sẻ từ giọng ca gặp nhưng không ở lại. Khi tin đồn nữ ca sĩ kia giật chồng đàn chị phủ sóng showbiz, ba mỹ nhân Việt bất ngờ bị cuốn vào thị phi. Hòa Minzy bị gọi tên đầu tiên vào lùm xùm giật chồng của nữ ca sĩ HH là Hòa Minzy. Nguyên nhân xuất phát từ tin đồn giật chồng của nữ ca sĩ HH liên quan tới đàn chị có con nhỏ. Chi tiết này đã khiến không ít dân mạng hoài nghi ngôi sao Gen Z là Tiểu Tam khiến thiếu gia Minh Hải và Hòa Minzy tan vỡ, bởi mọi chi tiết trong bài đăng lan truyền đều có vẻ trùng khớp với hai nữ ca sĩ. Không để tin đồn lan rộng, Hòa Minzy nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. Cô cho biết không liên quan tới câu chuyện lan truyền, một lần nữa khẳng định chuyện chia tay giữa mình và Minh Hải hoàn toàn không do người thứ ba. Tự dưng drama vậy mọi người, bố bo không có người thứ ba nào mà, đã nói rồi, cho gia đình em bình yên đi ạ, Hòa Minzy khẩn cầu. Đàm Thu Trang, người tiếp theo bị dân mạng ráo tên vào drama HH giật chồng là Đàm Thu Trang. Nguyên nhân xuất phát từ việc các dữ liệu về đại gia bao nuôi nữ ca sĩ Gen Z có nhiều điểm tương đồng với Cường Đô La. Cụ thể, theo mô tả, đại gia này có thú chơi golf và siêu xe xa xỉ. Sân golf cũng được cho là thiên đường tình ái của nam đại gia và người thứ ba. Chưa hết, siêu xe 13 tỷ mà nữ ca sĩ HH khoe thời gian gần đây cũng được cho là đại gia này vung tay mua tặng. Trước tin đồn hôn nhân lục đục vì Tiểu Tam, đại gia phố núi cùng bà xã Đàm Thu Trang đã lên tiếng bác bỏ, cặp đôi khẳng định gia đình đang hạnh phúc bình yên. Mong được drama đừng ghé qua gia đình em, né xa vợ chồng em ra để yên cho vợ chồng em, Đàm Thu Trang khẩn thiết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.